Rồi, ok, mình qua mình sửa part 4 nha. 7 câu, read the story, choose a word from the box. Chọn cái từ ở trong cái ô. Write the correct word next to the number 1 to 6. Rồi, viết cái từ vào kế bên cái số 1 tới 6. There is one example, có một cái ví dụ. Yesterday, John and Jane and their mom and dad had breakfast in the garden. Ngày hôm qua, John, Jane, mẹ và ba có đã ăn sáng ở trong vườn. Their pet rabbit were with them. Con thỏ thú cưng của họ thì cũng ở đó với họ. His name is Skip. Rồi tên của anh ấy là Skip. Bạn nhớ Skip, who is Skip? Skip is the name of the rabbit. It was a hot, là một hot morning ở đây. Vậy ở đây vị trí này là danh từ nè. Vị trí này là tính từ, ngay đây nó cũng cần một tính từ để bổ nghĩa cho nó. Rồi bạn qua bên đây bạn kiếm coi. It's hot gì? Hungry hả? Hot hungry morning. No, morning thì nó không có hungry. Mà ở đây mình thấy nè, hot sunny. Ok, đó là một ngày trời nóng và đầy nắng. Ok, vậy mình gõ vô đây là sunny ha các bạn. And Skip were thirsty, và Skip thì nó khát nước. He saw that chấm 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 a coffee. Rồi nhìn thấy cái gì? Cà phê của bố. Mình có bên đây nè, cup of coffee. Ok, chỉ có một từ một hợp nghĩa thôi, cup of coffee. Rồi dễ ha. He saw là con thỏ đó, nó thấy that cup of coffee. Ok, and he drank some coffee from it, và nó uống một ít cà phê từ ở đó. Ok, thỏ uống cà phê. John ran to stop the rabbit and he chấm chấm chấm. No, don't drink that, Skip. Và anh ấy làm cái gì mà hét lên là no, đừng đừng có uống cà phê nha, Skip. Vậy chỉ có một động từ bên đây thôi là shouted, shouted. Ok, còn mấy cái kia không có. Dance, nhảy. Mình để chữ nhảy vô thử coi, dịch nó mắc cười lắm ha. Ok, John ran to stop the rabbit and dance, và nhảy. No, don't ring that, Skip. Không hợp nghĩa. Rồi, điền vô sao thì John chạy tới và la lên, đừng có uống cà phê, Skip ơi. In the afternoon, Skip didn't look well. Vào buổi trưa thì Skip trông không khỏe. Let's take him to the animal hospital. Hãy mang anh ấy đến bệnh viện, said Jane. Jane nói, Dad took them in the car. Dad chở bọn họ trong xe hơi. Chấm chấm chấm, look at the rabbit. Ai nhìn vào con thỏ, xem xét con thỏ. Chở tới bệnh viện thì có gì? À, củ cà rốt. Nhìn vô con thỏ. No. A nurse. Nè, bạn nhìn thấy cái hình không? A nurse. Ok, y tá nhìn vào con thỏ. Vậy ở đây mình ghi là a nurse. Look at this rabbit. He got tummy ache. Anh ấy bị đau bụng. Coffee is very bad for rabbits. Cà phê rất là tệ cho thỏ. She told him. He need to drink a lot of water now. And he can eat chấm 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 too. Anh ấy cần phải uống rất nhiều nước, và anh ấy có thể ăn, cũng có thể ăn cái gì? Thỏ thì nó ăn gì? À, bên đây mình nhìn thấy coi có mấy món ăn gì đây? À, không có thấy cái nào hết, chỉ có một cái món này là con thỏ rất là thích, đó là củ cà rốt. Ok, bạn điền vô. Number 5, dài carrots. Ok, rồi. Sau khi làm xong tới đây, còn một câu nữa. Skip drank some water. And in the evening, he started to chấm 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 again. The children were very happy. Sau to là một động từ nguyên mẫu. Thì bạn nhìn qua bên đây nè, bạn thấy chỉ còn có một động từ là động từ. À, con thỏ nó khiêu vũ, không được. À, nếu mà điền vô nó hợp nghĩa cũng được đi, nhưng mà ở đây nó là quá khứ, không được. Mình chỉ có con thỏ nó nhảy thôi. Hop, ok, hop. Điền vô hop ha. Rồi, làm xong. Đừng quên chọn cái tên của câu chuyện, nhớ không? Không thôi là mình sẽ bị mất điểm. Rồi các bạn, number 7, now choose the best name for the story. Tick one box, đánh dấu vào một trong những cái ô. Rồi, John tummy ache. John bị đau bụng. Không phải. Skip isn't well. Skip không được khỏe. Skip isn't well là đúng. Skip là tên của con thỏ. Còn câu số 3, Jane go to a cafe, không có nói ha các bạn.
Ok rồi, quay lại để thầy đọc các bạn dò lại một lần nữa ha. Yesterday, John and Jane and their mum and dad had breakfast in the garden. Their pet rabbit were with them. His name is Skip. It was a hot sunny morning and Skip was thirsty. He saw Dad's cup of coffee and he drank some coffee from it. John ran to stop the rabbit and he shouted, "No, don't drink that, Skip." In the afternoon, Skip didn't look well. "Let's take him to the animal hospital," said Jane. Dad took them in the car. A nurse looked at the rabbit. "He got stomachache. Coffee is very bad for a rabbit," she told them. "He needs to drink a lot of water now, and he can eat carrot too." Skip ran some water, and in the evening, he started to hop again. The children were very happy. Okay, yeah.